Ôi trời ơi, giờ này còn ngồi học à? Thằng Bá Kiến nó báo với quan trên là anh đập đá đấy. Anh có chơi đá bao giờ đâu. Nó còn có cả cái cống của anh kia kìa. Anh là hay nói đạo lý lắm anh Chí ạ. À, thôi trả tôi tiền cháo đây. Ok mình kết thúc nhưng tính toán nghĩ về lúc đầu. Anh vẫn bình thường nhưng có tim có một chút đau. Phải làm sao để em hạnh phúc, you never know. Kỷ niệm bất ổi mong anh xin người đừng nợ dấu. Maybe đó là lý do em rời xa đời ta. Mấy chút được vui những lần cãi vã lời ca. Trong vắt đó màu mắt của người lạ. Ngày em đến bên anh là một ngày tuyệt vời. Và anh ngồi trên xe đạp để ngắm em trên xe hoa. Chỉ người nghe rap như rồi ai sẽ lắng nghe ta. Thu qua đông sen nhớ ngày ta gặp có tiếng ve hạ. Kết cục bi thương và xứng đáng cho tầng nhẹ dạ. Em phần bim từ hồn nhiên đến một mấy anh tắt thở. Những lần tất khuya dù biết rằng chẳng ai nhắc nhở. Đối diện chàng trai đó anh đang cầm tay mắc cỡ. Vì anh nghèo đâu mua được cho em những chiếc váy sặc sỡ. Những cuộc gọi cho anh những khi em gặp vấn đề. Nhớ ngày nào cả hai đều giấu đi học dù đã gần trễ. Lời xin lỗi cuối cùng cho nhau phải chăng là ân huệ. Không có em bên cạnh ngày nào với anh cũng là tận thế. Đừng thương hại ta vì nói đâu cũng gì đã có thừa. Lời nói tốt ra cũng khoan cái thế là gió đưa. Sai lầm trong quá khứ nghĩ lại một điều khó chữa. Nhìn họ có nhau anh lặng lẽ bước vô trời gió mưa. Nơi anh sống có cả chùa và cả nhà thờ. Những bài thánh ca cùng kinh Phật biến anh thành nhà thơ. Miêu tả bằng nhẹ vẻ đẹp của em như bông hoa nở. Trả ơn trả oán lại đời bao điều mà ta nợ. Không trách tạo hóa anh trách điều mà mình tạo ra. Bông hoa hồng để tiền tặng em phải đi màu lá nhổ neo. Mang đôi buồn nặng trĩu và sâu xa. Đem đổ vào đại dương biển cả rộng lớn bao la.